How do you feel today? Very okay. Me too. I feel very okay today. Okay, we will listen to your recording, speaking record. Withdraw. Sorry. Okay. Yeah, he is a teen idol, very exciting female. Okay. After listening to your recording, I feel that your voice is very clear, and accent is good. Your accent is good. You also have intonation, right? Intonation up and down, right? Like this, up, down. But sometimes you forget the ending sound S. You don't remember, you forget, right? You forget the ending sounds, like views, 10 million views, đúng không? 10 triệu views, thì chúng ta views này là có S. Cô chưa nghe rõ từ views có S đấy. Ok, và chữ này là cái chữ, đây, chữ này nhá. Chữ này chúng ta đọc là talented. Thì chúng ta nói là talent. Ok, bình thường chúng ta nói là bạn có talent, bạn có tài năng. Nhưng mà khi chúng ta chuyển sang tính từ thì nó đã là talented. Được chưa? Ok, bài này ghi âm cũng khá ổn rồi. Và tại sao là cô muốn nói tiếng Anh bây giờ? Bởi vì là tuần này cô sẽ gửi link, và tuần sau chúng ta có thể có bài kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng nói ấy. Đấy, là we need to improve speaking and listening. Yes. Okay. So, Nhi, what about? Okay, we're gonna start this lesson. Okay, can you open the book and take note of that? Yes. Take note of that.
Okay. Next part, I would like you to read the conversation again. Then text true or false. Right. We have five questions. Five questions. So the last time, what did I tell you? What should we do in this type of lesson? What should we do before choosing true or false? What should we do? What should we do? We need. Have a lot of female fans around the world. We can look to the same thing. Thế trong dạng bài chu hô thì cô dạy là chúng ta sẽ phải làm gì để chúng ta nên làm gì? What should we do? Chọn từ. Keywords. Underline keywords. Right? Okay, so look at number one. What's your keyword? Pop star. Okay. Female fans around the world. Okay. Female friend. Okay. Now, so we will back to slide. Oh. Okay. Now. Okay. Now look at this conversation again and five keywords. Five keywords. Bob Star has lot of female friends all around the world. Có rất nhiều ban nhạc, có cái ban nhạc Bob ấy, à, những người ngôi sao nhà Bob ấy, thì có rất nhiều fan nữ đúng không? Female fans around the world. Trên thế giới. Two. Okay, can you tell me where is the keyword in this conversation? Where? Which line? Dòng mấy? Which line? Dòng đầu tiên. Ah, okay. So let's check. Number one is true. Okay, good job. What about number two? What are keywords? Okay, and then also look at this conversation again in five keywords. Where is this? Where are the keywords? Do you remember the title? Nhi có nhớ đề bài không? Có à, ok. Nếu không nhớ thì cô sẽ mở lại. Dòng thứ ba. À rồi. What's written in the word? I bought his platinum album, My World, a few years ago. This keyword? Keyword? This keyword? Let's see. His platinum album was the word. His. À, tức là cái tên của cái album của bạn đấy, của anh ấy là the word. Có đúng không? Four.
False or true? False. Yes, false. Because my world, not the world. Thế giới của tôi chứ không phải là thế giới xung quanh. Đấy chưa? Nên chúng ta phải đọc kỹ nhá. Câu 3, number 3. It took him 2 years to become a superstar. What are keywords? Like it took him. Took him. Two years. Become a superstar. Okay. Right. Remember this. I back to the slide. Slide 8. Okay. So where is the keyword here? 2 years. Superstar. Đoạn thứ ba từ dưới lên. He become a superstar within 2 years. He became not become, right? Became it means anh ta đã trở thành rồi. Became a superstar trong 2 năm. So this is true or false? More than 2 years. Within 2 years and more than 2 years. What is the meaning of within? Trong. What about more than? Hơn. So, two sentences are different or same? Different. This is different from that. Có khác nhau, hai câu khác nhau. Có khác nhau. Khác ở chỗ nào, tại sao nhỉ? More than. Hơn 2 năm, còn kia là trong 2 năm. Vậy đáp án sẽ là? False. Yes, okay. So you need to translate it into Vietnamese carefully. Carefully. Nghĩa là sao nhỉ? Carefully. Cẩn thận. Right. Okay. Number 4. Continue with number 4. Keywords. His home country. His home country. The USK. The USA, okay, is also, okay, back to the slide. His home country, nhắc đến his home là của ai? Là của anh ấy. Cả của anh ấy tên là Nam hay Anna? Nam chắc chắn rồi, trả lời lại Anna con gái mà. Rồi, okay. Tiếp là đi cho cô từ khóa sau đây. Sorry. In his home country, Canada. Okay. His home country is Canada. And his home country is the USA. So So do you think it's true or false? False. Good job. Okay, the final question, number 5. His grip. On the internet. On the internet. Over 10 million views. Keywords?
viewers. Clips. Clips. His. His clip. The internet. The internet. The internet. Over 10 million views. Okay. So try to remember the main verb is received. Received, it means yet. Remember. Okay. And we have the number is 2 million. I'm sorry, 10 million. Okay. Back to the slide. Okay. Where are keywords? Hit video calls 10 views. Here? Yes. Okay. So the answer is true or false? True. Okay, good job. True. Great. Okay. Now I would like you to write down, okay, try to write down all the questions. Write down questions from number 1 to number 6. Yes, you write down the question. Yeah. Okay, write down. It's time to write from number 1 to number 6. Okay, now I will be back to the slide. Okay, for the first question, can you read the question? The speaker talking about. Okay, so
Do you understand this question, right? You understand it? So who? Who? I non yeah. Who? And then in them. And them. Because the question is who are, right? Okay, let's see. Okay, number one. Now. Okay, now you didn't translate this carefully. That who are the speakers? Not the readers, right? Who are the speakers talking about? Now, talking about who are the người nào mà những cái người nói the speakers ở đây đó là Nam và Anna đang nói đến được chưa? Đến a young pop star được chưa? Nha, đọc lại kỹ nào. Câu 2 nào. How did the teen pop star look on that? Which part? I'm sorry, which tense, Tizzy? Which tense? Thì quá khứ, right? And how? Yes. And do you understand this question? Understand? Bạn trẻ ạ. Question. Ok. Rồi. Thì nhìn lên trên sân khấu. Như thế nào đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đó, bây giờ mình thử xem ra là những bạn trẻ nhìn lên sân khấu như thế nào nào. Hãy chỉ ra cho cô đâu là cái chỗ chi tiết để trả lời cho cái câu đấy. Rồi, ok, bình tĩnh một chút nữa và cẩn thận một chút nữa. Cô không biết là nó nhầm hay là nó đúng chưa. Thế nhưng mà nhá, nào câu hỏi của chúng ta là gì nhỉ? Nhi đọc lại nào. Câu hỏi là nhìn lên trên sân khấu như thế nào? Đúng rồi, những cái bạn trẻ đúng không? Nhìn lên trên sân khấu như thế nào? Thì ở đây có nha, cô trở lại slide số 10 nè. Chúng ta cùng phân tích nè. Ngôi sao nhạc. Nhạc gì? Nhạc tin. Nhạc pop. Nhưng mà cái nhạc pop tin đấy, đấy là người ta đang nói đến pop star, người ta đang nói đến cái ngôi sao, người ta đang nói đến cái ngôi sao đó đúng không? Rồi thì bây giờ cô thử xấu đáp án xem phải như thế không nhá. Ok. Thêm chi tiết không? Nhìn lại xem là thêm chi tiết không? Looks be deceiving. Còn gì nữa không? Có thêm chi tiết nào nữa không? Ok. Rồi. Bây giờ cô thử xấu nhá. Cô thử xấu đáp án xem đúng không nhá. Ok. Let's see. Number 2. It looks shy and passionate. Nào bây giờ mình sẽ trở lại tại sao nó lại là sai nhá.
Nào, ở đâu chi tiết nào người nói là sai nào? Ngại. Đúng một ý rồi và một ý nữa, đó là anh ta cảm thấy, anh nhìn anh ta có thể cảm thấy là ngại. Chi tiết nào không? Đúng rồi, hai chi tiết này. Cái chi tiết này ấy, chi tiết này đó là passionate. Và cái chi này can be deceiving, ở đây có nghĩa là thể hiện cái sự ngại ngùng. Cho nên là bạn Anna bạn ấy cười ha ha, đúng không? Shy mà, đó, ngại ngùng. Vậy đáp án đúng rồi nhá. Ok, number three. Achievement. Achievement is thành tựu. Ok, ghi từ mới cho cô nhé. Đánh dấu ở trên cái ngay cái từ đấy, đó là thành tựu. Thành tựu, thành tích. À, chưa? Thành tựu, thành tích. Achievement, thành tựu, thành tích. Trong học tập thì chúng ta được gọi là thành tích bằng với từ result. Thế còn trong công việc hay là các mọi thứ khác thì chúng ta sẽ nói là thành tích. Thành tích. Ok, và ở đây là có nghĩa, mang nghĩa là thành tích, được chưa? So what was his first achievement in his home country? Tiệu đầu tiên của anh ấy quê nhà là cái gì? Ở quê nhà hả? Ừ, đúng chính xác, cái từ đấy là ở quê nhà. Rồi, ở quê nhà là cái gì? Ok. Nào, dòng thứ mấy nào? Quê nhà. Ok. And remember the first, not the second or the third, right? The first. Rồi, ok. Now, we should underline keyword. Now, ok, help me with underlying. What are keywords in this question? Question number three. Ok, first achievement and what else? Yes, his home country. Yes, two. But, now, first achievement in his home country. Now look at this. Now tell me what was his first achievement? What was? Đầu tiên là chúng ta hãy xác định là đâu là cái thành tựu đã. Thành tựu đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ xác định vị trí là anh ấy có ở quê nhà hay không, hay là anh ấy đi phiêu bạt giang hồ. Được chưa? Ok nhá. Rồi, chúng ta có từ his home country là vừa nãy chúng ta gạch chân rồi. Ok, một yếu tố. Tuy nhiên, hãy nhớ đến first achievement. Thành tựu đầu tiên. Đấy, thành tựu đầu tiên. Kỹ năng đọc là cái kỹ năng mà chúng ta phải nhảy trên, nhảy dưới, nhảy giữa, nhảy trái phải rất nhiều. Mắt liếc lao đảo. Cố gắng liếc lao đảo. Lao đao. Tìm từ khóa. Ừ.
first achievement. Cái từ khó đây đấy là từ achievement đúng không? Thế bây giờ hãy hãy cứ giúp cô gạch chân tất cả các cái thành tựu của anh ấy trong bài này. Gạch chân tất cả các thành tựu nào. Anh đã có những cái gì? Đầu tiên, anh ta có gì nhỉ? Đầu tiên, mà chúng ta nhìn dễ nhất từ trên xuống dưới, đấy là anh ta thắng cái giải lần thứ hai ở cuộc thi thần tượng này. Đúng không? Nhưng, is it the first? Is it the first? The first time, his first time. Có phải là thành tựu đầu tiên không? Tạm thời chưa nói đến, đấy là có phải là thành tựu đầu tiên hay không? Tiếp nào, thành tựu thứ hai nào. Thành tựu khác, chứ không phải thành tựu thứ hai, thành tựu khác thôi. Thành tựu khác. Thành tựu nào? Thành tựu tiếp theo đó là sao? Rồi, anh ta trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên, đúng không? Ở trên cái bản xếp hạng 40 này. Rồi, còn thành tựu nào nữa không? Còn thành tựu khác nào không? Ngoài hai thành tựu lớn này, còn thành tựu nào nữa không? Anh ta post trên cái này và trở thành thành tựu, trở thành siêu sao. Nào, thế đâu là thành tựu đầu tiên? Ở quê nhà nha, ở quê nhà nha. Nào, bây giờ loại bỏ nào. Cái này có ở quê nhà không? Cái này có ở quê nhà không? Và cái này có ở quê nhà không? Trong ba cái. Cái nào ở quê nhà? Còn cái nào phiêu bạc giang hồ? Cái gì? Hai cái đều ở quê nhà. Thế cái nào là cái đầu tiên? Cái dưới. Nào, thế bây giờ rồi, nếu trong bài kiểm tra thì cô sẽ không thể làm và giúp Nghi loại bỏ đáp án. Thế bây giờ nhá. Bây giờ mình sẽ như nào nhỉ? Khoanh vùng. Nào, mình khoanh vùng từ đầu đến cuối này. Đấy là đang nói đến thành tựu của anh ta. Vậy thì hãy dịch cùng nhá. Dịch cùng cô nào. Bạn biết nhiều về anh ta hay không? Dĩ nhiên, tôi là một trong fan ruột của anh ta. Đúng rồi. Tôi đọc về tiểu sử của anh ta ở trên mạng và tìm thấy rằng anh ta đã chiến thắng giải 2. Ok. The second place. Lần thứ 2 của cái giải thưởng này. Second nha. Ở quốc gia của anh ta, Canada. Thật chứ, anh ta rất tài năng. Anh ta đã tốt nghiệp. Đúng rồi, tốt nghiệp từ một trường âm nhạc nổi tiếng đúng không? Không, anh ta nói anh ta học bởi vì chỉ hát quanh ngôi nhà. Đúng không? Mỗi quốc gia thì có tài năng. Bạn đúng rồi đấy Mai ạ. Anh ta đã trở nên nổi tiếng như thế nào ạ, Anna? Mẹ của anh ấy bắt đầu đăng tải cái video làm ở nhà của anh ấy trên mạng xã hội vào năm 2007, và anh ta đã trở thành một siêu sao chỉ trong vòng 2 năm. Đấy, tiếp này. Video của anh, tôi đồng ý với bạn. Thật là ngạc nhiên, tôi đồng ý với bạn. Video của anh ta đã vượt 10 triệu view, vì thế anh ta trở nên là nổi tiếng. Anh ta là người đầu tiên, nghệ sĩ solo đầu tiên có 4 cái album single vào top 40 trước khi mà album thượng hành của anh ta ra đời, thịnh hành ra đời. Giờ xem nhá. Nào, giờ đáp án là gì nhá? Vẫn giữ nguyên là Canada đúng không? He won đúng không? Rồi, bây giờ cô cho xem này.
Yes, it is. Ok, được chưa? Lần thứ hai, giải thứ hai. Ok, good job. His home country. Câu 4 nào. Đăng video của anh ấy đặt nhà Ui, trên câu này dễ không nhỉ? internet là Mẹ, ok. His mom did. Yes, number five. mẹ có bao nhiêu view một siêu sao Gain on. Gain, what is the meaning of again? Rồi, ghi cho cô nhé. Từ achieve. Đồng nghĩa với từ gain có nghĩa là giành được hay là đạt được. Giành được. Đạt được. Đây là động từ. Hai từ này đều là động từ và là từ đồng nghĩa của nhau. Đạt được, giành được. Giành được, đạt được. Achieve, gain. Okay. You don't look back at the slide, so do you remember the number of views? You remember? How many views? 10 million views. Over or 10? Over or just over? More than that? Có nhiều hơn không hay là vẫn là 10 triệu view? Rồi, cô trở lại nhé. Ok. Bao quát thì có thể là nhớ nhưng mà để chi tiết thì chúng ta phải trở lại slide đúng không? Và đáp án là Over 10 10. billion Ok. views. Yes. Over đúng không? Yeah. Number 6. Đó là một This question is very interesting. quan trọng nhất, thành tựu quan trọng nhất. Tại sao? Trở lại slide nhá. Cái nào là thành tựu quan trọng nhất và tại sao? Cái nào quan trọng nhất và tại sao? Chúng ta có ba thành tựu ở đây vừa nãy nói. Đấy, ba thành tựu này. Và cái nào là quan trọng nhất? Tại sao? Theo ý kiến của Nhi nào, cái nào là cái mà quan trọng nhất? Cả ba đều quan trọng. Rồi, ok. Câu này cô sẽ đề đáp án này. Cái thứ hai quan trọng nhất là Nasi. Cái thứ ba. Bởi vì cái thứ ba là cái mà anh ta cho ra album để mà trở thành một người nổi tiếng thực thụ. Là cái thứ ba. Ok. Thực ra câu số 6 này nó là kiểu personal opinion, là kiểu giống như là ý kiến cá nhân thôi, chứ thực ra ấy, đáp án này cô cũng không đồng tình lắm. Cô thích cái thứ nhất nha. Rồi, thế bây giờ chúng ta hãy về nhà có một chút bài tập như này. Cô thấy phần đọc khá là ok rồi. Bài tập về nhà chúng ta sẽ ôn phần từ vựng vocabulary. Cô sẽ gửi Nhi cái phần bài tập này về nhà và chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 and 6 questions. Và chúng ta sẽ phải điền với nghĩa tương ứng. Được chưa nhỉ? Vậy, để mà điền được đúng thì chúng ta sẽ phải hiểu hết cái phần bên phải này. Chọn chưa? Đấy. Ok. Vậy là sẽ về nhà làm bài này nhá. Để ôn lại từ vựng của hôm nay. Hôm nay làm reading khá là tốt. Hôm sau thì chúng ta sẽ cố gắng học listening.
và cố gắng tuần sau sẽ là kiểm tra. Ok. Yes. Và thứ sáu. And what? Nhi hỏi cô hả? No. Có thế No. cô? Hả? Không hỏi cô à? Ừ, cô nghe thấy là Nhi định nói cái gì mà? Just speak. No. Ở thế hôm nay học học phần reading có dễ không? Dễ à? Ok. Nếu mà hôm sau mà có bài kiểm tra như thế này có tương tự làm thì mong là làm được nha. Chờ, ok. Rồi. Thế về nhà làm bài tập này cho cô nha. Yes. Ok. Any question? No. No. What is your favorite word today? Achievement. Achievement. Okay. So I hope that you can achieve the best result. Okay, achieve the best result, the highest mark at school. Tôi I hope that có nghĩa là I tôi gì nhỉ? Hy vọng you can achieve bạn có thể gì nhỉ? Thu được the highest mark. Wow, highest, tallest, the best result, cao nhất, highest result, kết quả cao nhất, the best, highest mark, điểm cao nhất, the best result, điểm tốt nhất. Được chưa? Ok, I hope that you can achieve the highest mark at school also here. Ok, at school, ở trường, also here, cũng như là ở đây. Ok, it's time to say goodbye and good night. Ok, good night and see ya. Yes.